Đoàn xin chào anh chị và các bạn. Sunny Đoàn đang đứng ở Quy Nhơn và hôm nay Sunny muốn gửi tới anh chị một khách sạn Hải Âu Hotel Biên Cương, số 8 Biên Cương của thành phố Quy Nhơn. Và từ cái địa điểm này có rất là gần biển anh chị, đi khoảng là 12 phút thôi là chúng ta tới biển. Và bây giờ Sunny sẽ review chi tiết nha anh chị ha, giá cả, dịch vụ, gửi chị. Khách sạn này tiêu chuẩn 3 sao Việt Nam nha anh chị ha. Ở bên trái là hầm gửi xe hơi, xe gắn máy. Và chúng ta đi lên hình như là số 8, con đường Biên Cương. Ở đây cũng rất là gần con đường Ngô Mây, một con đường ăn chơi, rất là nhiều quán ăn quán nhậu. Đây khách sạn 3 sao. Và tới đây thì khi vào khách sạn Hải Âu trên con đường Biên Cương này, có một cái sảnh, có bộ bàn ghế để chúng ta uống cà phê, chờ đợi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vào bên trong. Nơi đây là khi mà khách tới đây thì họ sẽ pha nước để phục vụ chúng ta. Đây là cái nơi phòng chờ khi mà mình check in. Rồi. Một tí nữa Sunny sẽ lên phòng ha, chia sẻ với anh chị và các bạn. Đây là cái hướng cầu thang máy. Phía trên là chắc có lẽ là cái nơi ăn buffet buổi sáng. Có ghế, có bàn. Rất là thích là ở đây rất là gần biển nữa, rất là gần, rất là gần con đường, những quán ăn rất là gần trung tâm, có siêu thị, bãi biển Quy Nhơn, có con đường ven biển rất là đẹp. Khách sạn Hải Âu Kim Biên Cương Quy Nhơn Việt Nam. Đây là giá cả anh chị. Đó, với giá cả chia sẻ với anh chị ha. Không chờ đợi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lên phòng review phòng ốc bên trong có gì. Thấy khách sạn này được quá anh chị nên muốn quay rồi anh chị. Rồi sáng mai sẽ quay buffet sáng nữa. Rồi, xin đi tạm tắt cho anh chị ha. Sau khi mình lên cầu thang máy thì Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị cái phòng khách sạn như thế nào của khách sạn Biên Cương trên con đường Biên Cương luôn anh chị. Và nơi đây thì cũng rất là gần biển, biển Quy Nhơn, cái công viên biển rất là đẹp. Đấy. Với giá thành thì khoảng 1 triệu một đêm. Bây giờ thì Sunny mời anh chị chúng ta sẽ vào phòng coi cái trang trí nội thất như thế nào anh chị ha. Địa
chỉ ở đây là số 8 Biên Cương của thành phố Quy Nhơn anh chị. Sunny ở lầu 8 và Sunny sẽ chia sẻ với anh chị. Đây là thẻ từ. Rồi, chúng ta sẽ vào bên trong nha. Đây. Phía trước là cái view ở đây thì nó không có ban công anh chị. Cắm thẻ vào thì đèn lên. Và khi mà bước vào cửa đó thì ở đây thì có một cái nơi móc đồ để đồ. Có một cái tủ lạnh và cái ngăn đựng tiền với mã số. Giỏ đựng đồ. Đó. Còn trong đây thì có gì? Bia, nước yến, nước suối. Rồi. Rồi, cái hướng ở đây thì chúng ta có một cái mini bar, mì gói, cà phê, nước suối. Và ở đây cũng có bảng giá mini bar, ví dụ như mì tôm là 20.000, nước suối 12.000, vân vân, bảng giá. Còn đối với ở đây là miễn phí anh chị ha. Cà phê, nước suối là miễn phí. Nếu mà mình dùng thêm á thì nó giá như thế. Trước mặt anh chị đó là một cái tivi, một cái bàn làm việc, một cái phích, một cái sấy tóc. Ở đây thì có một cái ghế để chúng ta thư giãn. Đây giường đôi, tất nhiên là trang trí máy lạnh. Thì ở đây cũng gần biển lắm anh chị. Ở đây thì rất tiếc là không có một cái ban công. Có ban công thì đứng ở ngoài thì nó sẽ đẹp hơn. Và khi mình đứng đây thì chúng ta sẽ có một cái view. Thành phố Quy Nhơn cũng hay lắm anh chị. Nó giống như là một cái thung lũng vậy đó, bao bọc bởi những cái dãy trường sơn. Cái hướng này là biển nè anh chị. Cái núi để mình đi lên Hà Mặc Tử đó. Đây, cái view phía trước để anh chị chia sẻ với anh chị. Rồi, đây là phía dưới một dãy khu phố. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi vào cái hướng bên trong toilet. Trang trí nó cũng hài hòa anh chị. Giá 1 triệu một đêm thôi. Rồi, bây giờ thì Sunny sẽ đi vào cái khu vực toilet nha. Nơi bồn cầu và nơi tắm riêng anh chị. Tất nhiên ở đây có nước nóng lạnh. Đây có một cái rèm, nếu mà mình muốn kín đáo thì mình sẽ kéo rèm. Và ở đây thì có một cái bồn rửa mặt với một số cái trang bị như là shampoo, dầu gội đầu, lược, vân vân. Ở dưới thì khăn, hai đôi dép lạo. Đơn giản là vậy anh chị. Nhưng mà Sunny thấy cái màu sắc, cái gam màu nó cũng hài hòa nên Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại nha, nhìn lại chi tiết của phòng của chúng ta.
đây là một cái quyển service guide về giá cả. Đây là giá cả những cái trang bị anh chị ha, cái gì nên và không nên, nguyên tắc vân vân, với cái giá cả là ví dụ trăng nè, ly thủy tinh nè, với giá cả nếu mà những thiết bị này hư hỏng thì mình sẽ có giá cả để mình sẽ đền. Nguyên tắc của một số nội quy của khách sạn, nghiêm cấm này nghiêm cấm cái kia, hướng dẫn trang thiết bị nè, rất là chi tiết, rất là cụ thể, tiếng Anh và tiếng Việt, cách gọi ra ngoài, cách gọi tổng đài, mã vùng quốc tế và trong nước. Trước mặt anh chị đó là thành phố Quy Nhơn, xung quanh thì bao bọc những cái núi. Đây là cái view của từ khách sạn thành phố Quy Nhơn đó. Đường phố bây giờ thì khoảng 7 giờ sáng anh chị. Thành phố rất là tĩnh lặng. Và đây là hướng biển, mặt trời mọc đón bình minh. Xin lặp lại, đây là cái view từ khách sạn Hải Âu anh chị ha, số 8 con đường biên cương. Hôm qua thì Sinh Y đi từ đây đi ra biển thì cũng rất là gần anh chị. Và xa xa ngọn núi có một cái dòng chữ Welcome to Quy Nhơn City. Tháp chuông chùa. Thành phố Quy Nhơn phát triển lắm anh chị. Tối hôm qua đi thì mới biết cái sự rực rỡ lung linh của nó, đặc biệt là con đường ven biển. Rồi bây giờ thì Sinh Y sẽ muốn chia sẻ với anh chị vài hình ảnh buffet sáng gồm những món gì, phục vụ như thế nào anh chị ha. Và hy vọng đây là một cái sự lựa chọn để anh chị tới với khách sạn Hải Âu. Đây là một video mà Sinh Y chỉ thấy hay hay thì gửi anh chị thôi. Mình ở đâu mình thấy hay hay thì gửi thôi, chứ không có PR anh chị ha. Tất nhiên cũng có rất là nhiều cái khách hàng khác ở thành phố Quy Nhơn này. Bây giờ đi vào chỗ ăn buffet sáng chị ha. Tại lầu 2 đây. Toàn cảnh buffet sáng. Nhìn thấy cũng trang nhã sạch sẽ anh chị. Ở dưới đây là tiếp tân nè anh chị, khu vực tiếp tân nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào coi những cái món gì anh chị ha.
trứng nè, súp, đùi gà nấu canh, cháo gà, khoai lang, bắp lấy hết rồi, cơm chiên, bánh ướt. Bánh hỏi đầy đủ. Cơm, đậu bắp, đậu xào, chiên. Phở, bánh mì ốp la đầy đủ. Bánh ngọt. Trái cây, đây là nơi chè, cà phê, cam, giờ mình sẽ lựa một cái món gì mà ăn quang cảnh. Cho tô phở đi em. Dạ, em có miếng ngang, có phở nè. Hả? Miếng ngang à? À ok, miếng ngang. Cái xanh rất là ngon. Dạ, dùng bao giờ. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn. Rồi, rồi, cảm ơn. Rồi đó là một vài địa điểm cái điệp tâm sáng tại khách sạn Hải Âu, và Sunny cũng rất là vui thực hiện các clip này gửi anh chị và các bạn. Địa điểm có thể mình lưu trú, giá thì cũng rẻ, khách sạn thì sạch sẽ. Thì Sunny cũng thân ái mến chào anh chị nha, hẹn gặp lại anh chị trong những các clip sau. Bye bye anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những các video clip lang thang của Sunny. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại anh chị trong những video lang thang tiếp theo. Bye bye anh chị, hẹn gặp lại.